Hôm nào đi kiếm mồi để ngày mai lai gai cùng với anh em. Mới ra là gặp con đầu tiên rồi. Đây là con thứ hai. Đi một mình á, vừa quay vừa bắt nên nó hơi khó các bạn. Con này là hồi nãy mém cắn mình luôn. Đây là con thứ ba. Nhìn mình gặp được con này nữa nè. Còn nhiều con lắm nhưng mà mình do dung lượng do thời gian á nên mình không bay hết được. Nó đùa vô cái cây cứng ngắc luôn. Và đây là thành quả sau 2 tiếng mình đi soi á.